Ơi, chào các bạn nha. Hôm nay là món cá chim kho lạc. Cá này là cá chim biển nha. Như thường lệ thì mình sẽ thắng nước mạo. Đây. Cá chim biển rất là ngon nha các bạn. Bọn sẽ làm sâu hành tím thắng lên phi lên đùi với nước mặt để cái tay này nữa. Cho hành tím vô phi chung với nước mặn sẽ sụp một thơm lên đó, thơm rồi đó. Bây giờ cá vào đi nước vào. Thơm quá. Đừng đá có nắng. Chuyện gì? Trong việc chờ cá bên đó nó sôi lên thì chiên cá này ha, cá này cũng là cá chiên, chờ lại hai con muối chiên. Rồi, ta thử cái dầu nó sôi chưa. Rồi, dầu sôi rồi các bạn. Cho cá vô. Chuyển hết hai con luôn nha. Cá này là cá chim biển ha. Cá này rất ngon. Bây giờ mình
với cà năng thấm đều. Đây thì cái nào cái chim nó đã bung thịt à đó, chả là nha. Cái này ăn thịt nó rất là ngọt. Thì chín rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ hấp bột lên nhé. Sau ha bắt đầu chín rồi thì sẽ nêm. Như thường lệ thì mình vẫn cho hạt nêm vào. Đường thịt kho thì các bạn có đường nhé. Đảo cái còn cái gia vị nữa.
cái nguyên liệu quan trọng nhất mà quên. Nước mắm. Ơi. Chở cát. Cho thêm một xíu hành tím ha, cái nãy còn dư đó cho vô luôn, có cá để hành tím vô thì nó sẽ rất là thơm. Hành tím ăn nó cũng ngon đó. Dạ, giờ mình kho khi nào mà nó sắc lại ha. Ừ, dịch.